cái rập áo sơ mi mình đã lên xong ha, bây giờ mình lên dải luôn. Lên dải thì cái áo sơ mi này mình lên chất liệu là thô ha, cái này là thô thô mà nó có độ giãn nha, đây nó có độ giãn nhẹ, độ giãn hơi nhiều luôn chứ không phải là nhẹ, nó độ giãn nhiều nhưng mà giãn hai chiều nha, chiều này nó không giãn à, thành ra mình lấy chiều giãn mình làm chiều ngang. Rồi ở đây là tại vì chị xếp từng lớp vậy là để chị trở giải, hướng dẫn cho mấy em trở giải thôi. Đây đầu tiên thì là cái chiều giải, có độ giãn thì mình làm chiều ngang xong. Bây giờ là cái đường cắt là tại vì chị xài nhiều áo lắm, đồng phục một lần nhiều lắm, mấy chục cái lần, thành ra là cái đường cắt cũ còn, bây giờ mình phải chỉnh lại cho nó thẳng chính xác ha. Rồi mình hả bắt đầu, nếu như là cái biên giải thì mình cũng cắt bỏ cái biên cái bìa đó nha, cái chỗ mà dệt cái chị chỗ ngoài bìa dệt chữ nó cứng quá mình cũng phải cắt bỏ nha, còn cái phần này nó bị lọt nè, tại vì mình cắt nhiều áo rồi cái mình cứ cắt tới 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 luôn chứ mình không có xé ra từng khúc, xé ra từng khúc nó hao giải lắm. Đồng phục ca đòn hoặc là đồng phục của học sinh đó, đồng phục học sinh nhưng mà không phải nhà trường bắt buộc nha, cái này là một nhóm em học sinh thích cái phong cách may của mình thì mấy em mới đặt thôi, có khi đặt chung với thầy cô luôn, đồ nữ đồ thầy của cô của thầy đồ chung luôn một nhóm. Rồi bây giờ mình đã tạo cái đường thẳng lại rồi ha, xong mình sẽ ướm thân trước lên, cái thân trước mình đã cắt xong, mình đặt như thế này. Khi mà mấy 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 em mà quan sát trên video ha thì luôn luôn lúc nào cũng thấy cái áo mình từ cái eo lên cái kích là không thấy cái eo, là không phải cái áo không có eo mà tại vì cái ống kính đứng phía bên này đó, đứng đầu này quay lại á, nhìn cái eo nó không có rõ, nó không chính xác giống ở ngoài. Cưng cưng đi qua bên này, cưng di chuyển qua đây một cái để cho mấy em xem, cưng quay đại loại đại ngang xíu đi, tại vì thường là chị xem là có ở đây là cưng nhìn thấy theo cái góc eo nó sẽ rõ hơn. Không thấy rõ không, không còn nếu đứng đầu kia lên nhìn lên nó không rõ bạn, Có chị, eo đẹp lắm, eo tại vì khi chị nhìn lên video chị thấy cái eo mình cái góc eo nó ít rồi ha. Giờ mình lấy dấu nha, chị thì chị kỹ, chị thường chị không có thích xài phấn màu đậm, phấn màu đậm lên đồ trắng của mình đó, nó sẽ làm cho cái áo mình ảnh hưởng đó. Mình lấy phấn cho giống, tại vì cái rập giấy này nó cứng ha, giấy dày tí xíu mình lười đánh dấu, mình lên kéo mình cắt luôn vẫn được chứ không phải không, nhưng mà nó sẽ dễ bị lọt, nó dễ bị lọt ha. Mình cứ lấy dấu theo mình sang dấu qua, mấy em xài không quen thì mấy em cứ xài phấn màu, nhưng mà phấn màu nhiều khi mình lên keo rồi đó nó bị dính vô một tí xíu là mình giặt nó không ra nha, giặt nếu như mà dính ở ngoài thì nó ra, còn nếu như mà mình ủi keo chồm lên cái đường phấn là nó không ra nha. Cho nên là chị lấy cái phấn này phấn bay, mình khi mình lên bằng ủi mình ủi nhẹ cái nó bay hết, nó không có ảnh hưởng. Phấn này nó cũng rẻ thôi, mấy bạn trong nghề thì biết, còn mấy mấy em mới vô nghề ấy, ha thì cái này mình lại chỗ bán phụ liệu mình mua, mình mới mua phấn bay phấn sáp, người ta sẽ bán cho mình một hộp nhiều lắm, một hộp 40 viên thì có hộp 40 viên cũng có mấy chục ngàn thôi. Rồi mình lấy dấu xong cái thân trước rồi ha, y như vậy luôn mình lấy ra. Cái này là tại vì chị hướng dẫn trở giải nha. Đây bây giờ bắt đầu mình trở nè. Trở thế nào thì bây giờ là tiếp theo mình cắt thân sau. Chị sẽ xếp lên để thôi mình cắt từng thân thì nó được, nhưng nó sẽ hao giải, mình không biết lấy bao nhiêu cho đúng. Cái thân sau của mình đặt tiếp theo nè, tôi thấy không, cái thân sau thì cái eo nó sẽ nằm gần lại cái kích nè, như vậy là nó đã dư nè, mình phải xếp lùa lại đây để chị xếp lùa lại cho đủ. Còn nếu giải mà 1m4 khổ hoặc 1m2 khổ thì mình cắt khác nữa nha. Cái chiều khổ này nó rộng, và thêm cái áo này nó hơi bé thì chị trở giải là đang chị lấy cho nó vừa hết giải của mình thôi. Rồi cái này thiếu con chút xíu, nhích chút xíu nó đủ rồi.
Rồi thì mình xếp ha, thì mình có ý nè, mình xếp chiều ngang á, ngang đây bao nhiêu thì ngang ở chỗ kia phải bao nhiêu. Bây giờ từ đây qua tới cái nẹp lá mía mình là 50 nè, non 50 nè, ra tới ở ngoài luôn thì là 56 đi, tới ở ngoài luôn là tại đường phấn mà nó đậm, đây 56 nè, thấy không? Yeah. Chị xếp là ngay bao, ít khi nào mà lệch lắm, tại chị quen mắt á, làm chị làm từ xưa tới giờ chị quen này. Rồi mình xếp em rồi ha. Nếu như mà cái mặt bàn, mặt bàn cắt của mình á, mà nếu là cưng xài bằng giấy á, giấy mà chuyên dụng để cắt á, thì không sao. Còn cái này là chị lót cái lớp vải, tại chị hay cắt vải phi á, chị lót lớp vải nó sẽ hít nha, nó sẽ hít cái lớp vải này, thành ra là mình lấy thước mình lùa phía dưới để mình tách giữa cái mặt vải với cái mặt bàn với cái vải của mình, cho nó đừng có bị hít, nó hít nó sẽ so le đó. Mình rà xong rồi mình đặt cái thân sau lên, mình đổi đầu lại. Lúc nãy là cái cổ thân trước ở đây thì giờ mình đổi là cái lai là hướng này. Cái này còn dư nữa mà kệ nó đi, để trở lại mất công lâu. Rồi trường hợp mà mấy em mà thích cái xếp ly ở sống lưng nè, mai cái ly chết ở sống lưng thì mấy em chừa ra như vậy nè, chừa ra như vậy sau này mấy em mai tạo cái sống lưng. À, còn nếu như mình mai bình thường thì thôi, hoặc là muốn nhấn ly lý tí để mình tạo cái đường nẹp lá mía đồ của mình thì mình cứ chừa thêm, còn mình mai bình thường thì mình cứ cắt bình thường. Rồi xong bây giờ mình cũng lấy dấu y, cắt luôn cũng được nhưng mà cắt luôn thường nó sẽ hơi lệch nhẹ chút xíu. Lấy phấn màu thì mấy đứa cưng sẽ dễ thấy hơn, mà tại vì chị hạn chế xài phấn màu. Đây xong. Xong rồi bắt đầu mình cắt ha. Thấy đường phấn không? Thấy không? Thấy mà không được rõ. Ừ, tại vì màu trắng luôn. Đây thì chị cắt là nhìn theo là biết ngay đường phấn liền. Nè. Ở đây là chị hướng dẫn mai cái áo, cái cách mai đơn giản nhất, rồi từ từ chị sẽ hướng dẫn mai ép ha, mai ép toàn bộ, mình không cần phải dắt sổ, mình mai ép hết, mai cái đó rất là khéo luôn, nhưng mà cái đó là phải mấy em có tay nghề làm biết mai rồi thì theo mới được, còn mấy em mới vô nghề là ngày đầu tiên thì sẽ làm không được nha. Từ từ rồi chị hướng dẫn mấy cái cơ bản trước, rồi chị sẽ hướng dẫn lên mấy cái áo sơ mi mà dành cho mấy người khó tính á. Mình mai biết là mình mai thủ công, nhưng mà khi mình mai á là cái túi, ví dụ như là bao nhiêu mũi kim là đúng bao nhiêu mũi kim luôn, có nhiều người khách người ta kỹ lắm. Rồi mình sẽ cắt cái phần thừa này bỏ đi, có chút xíu thì bỏ đi, còn nếu như trừ ra giải thiếu quá thì mình mới để lại, để mà mình tính sau này mình tính mình làm tiếp theo cái gì. Còn bình thường là cắt bỏ mấy cái nhỏ nhỏ này đi cho nó gọn. Tại cái này nó hơi trộn ngoài giờ vô làm biến né né luôn. Cái áo trắng mình thường là mình dùng thô hoặc là pho, mình mai lên rất là đẹp. Còn nếu như mà KT, ví dụ như KT 4 số 9 này nọ thì mai nó đẹp chứ không phải là không, nhưng mà nó hơi bị mỏng nha, so với nam mặt là nó hơi bị mỏng. Học sinh thì được, học sinh mà tiểu học hoặc cấp 2 thì được, còn như học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên thì mình nên chọn cái vải nó hơi có độ đính một tí xíu. Đây thằng trước mình đã cắt xong, thằng sau mình đã cắt xong. Rồi ha, rồi xong mình sẽ xếp vô. Nếu như mà mấy em mai không quen thì mấy em nên lấy cái đường dấu phấn này nè. Nên lấy đường dấu phấn này nè, kẻ đường dấu phấn nẹp lá mía này xuống tới lai luôn. Bề mặt bề trái kẻ hết, đằng mình nữa thấy đường mai. Còn như là chị quen thì chị không cần ha.
Với lại thêm tùy theo vải, có những loại vải nó mềm thì mình phải thêm keo, thêm cái keo để cho nó đứng cái nẹp lá mía mình. Còn cái vải này là không cần thêm keo, nó vẫn đứng. Rồi thân sau với thân trước đã xong. Rồi tiếp theo là mình cắt tay. Ở đây thì mình còn có là hai cái tay áo ha, mình gồm là hai cái tay áo với lại thêm là hai cái đô, hai cái tay áo với hai cái đô. Thân sau này mình gấp rồi, mình gấp qua đây còn hai cái tay áo nè, hai cái tay áo với cái đô này là một cái thân sau nhưng mà hai cái đô nha, hai cái đô mình sẽ may hai lớp đô, đô đôi nó mới đẹp. Yeah. Nó mới đứng vai. Bây giờ chị dự tính là một cái tay và một cái đô thì mình cắt đúng ra là mình cắt cái đô chiều này nè nha, giải sọc, giải ca tê, các thứ, pho, các thứ. Nhưng mà ở cái giải này thì chị sẽ không cho cắt chỗ đó. Đúng ra là cắt y như vậy nha. Mà cái giải này là chiều này nó giãn nè. Nếu mà cưng cắt như vậy thì đồng nghĩa là cưng mặt không bao lâu thì cái đô này nó sẽ bị biến dạng đi, nó không còn đúng cái kích thước ban đầu. Cho nên là chị sẽ cho cái chiều đô nó giống cái chiều thân áo mình luôn. Chứ không có làm cái chiều kia nha. Tại chiều kia nó lông nó mau hơn cái áo chứ không gì hết. Rồi bây giờ tiếp theo là chị sẽ đặt cái tay ở đây, cắt cái tay ở đây. Thì bây giờ mình muốn cắt cho nó ngay thì mình xếp cái tay đôi lại, cái tay mình xếp đôi, mình sẽ đo đường ly nè, cái đường ly, cái đường ly là người ta gọi là đường chính chung đó. Thì cái đường ly tay của mình đo qua tới bên giải xếp đôi bên kia là bao nhiêu, ví dụ như 38,5 nè thì dưới đây cũng là 38,5 để bảo đảm cho cái tay mình nó đúng cái canh sợi xuôi của mình. Cái này 38,3 nè, 38,3 thì chỉ nhích cái này ra 38,3 luôn. Đó, cho nó ngay. Đó, là giờ ngay rồi ha. Ngay rồi thì bây giờ mình chỉ cần giữ cái tay mình lại, mình bung nó ra thôi. Rồi nó sẽ đúng cái canh sợi của mình, canh sợi xuôi của mình. Rồi cũng lấy dấu. Nếu như quen thì mấy cái em nào quen rồi thì cứ lấy kim cúc, ghim cho chị. Ghim cho chị một số dấu, một chỗ số chỗ rồi tự cắt theo. Cắt theo thì cắt từ từ đừng cho nó lẹm vô cái rạch của mình, tại vì cái rạch mình biết mai mốt mình còn sử dụng nữa mà nó lẹm vô, mỗi một ngày lẹm một ít thì nó sẽ biến dạng, nó sẽ mất cái dáng của cái tay áo mình. Cho nên lưu ý là khi cắt mà làm biến bánh dấu thì cắt cho kỹ, để bữa nay thẻo vô một tí, ngày mốt thẻo vô một tí nữa thì cái tay của mình nó sẽ không còn là cái dáng ban đầu. Một cái áo như cái áo mà cỡ số đo này ha, thì nếu mà giải thứ hai khổ á, thì mình may là 1m8 mới đủ nha. 1m8 là mình đủ canh sợi luôn đó, mình canh sợi xuôi sợi dọc gì đủ hết, bâu đồ mình may đủ hết. Còn may tiết kiệm á, thì nó sẽ không đẹp, là tại vì mình phải nghiêng giải, khi lên cái áo cái form nó sẽ không đẹp. Ở đây là chị xẻ cái đường này luôn đi, chị xẻ luôn, khi chừng nữa mình lên may là mình may luôn. Chị lấy dấu luôn, chị xẻ luôn, tại chị còn để rạp này để cho mấy đứa em ở xa, nó nói chung ở xa, nhưng mà xa chỗ tiệm chị là so vài cây số thôi, mấy em đó nhờ xin cái rạp của chị thì chị cho luôn. Đây là mình bấm lên tới đây ha. Bây giờ mình tính là cái đường ngang, đường khóa ngang phía dưới này mình lấy dấu ngang để mình biết là tới đây mình dừng. Rồi chị sẽ cắt luôn. Chị để im luôn, chị cắt luôn đúng theo cái rạch của mình luôn. Nè, có một cách nhấp vô cùng dễ. Mình cứ nhập đôi lại. Tại vì mình vẽ ở ngoài thì mình vẽ vậy đó. Nhưng mà nếu như mấy đứa cưng mà vô đây là khỏi mất công vẽ thì nó lung tung, thì khỏi vẽ thì mấy đứa cưng cứ như vậy thôi. Cứ nhập đôi rồi cứ bấm xéo lên 5 ly là được nè. Thấy chị khen mũi. Mình bấm bao nhiêu mình để mũi kéo bao nhiêu thôi, đừng có để lố. Mình để lố là mình bấm cái bụp của nó hút à ha. Rồi đây là bấm qua mỗi bên 5 ly nè. Nè, khi bấm xong nó sẽ như thế này nè. Thì giả sử là khi bấm xong
nè, đó, bấm xong rồi nó mất cái dấu nè. Ừ. Chừng đó may rồi sẽ thấy. Rồi cái tay mình xong ha. Rồi bây giờ đô thì chị nói rồi đó, là cái đô theo lẽ là mình để chiều này mới đúng, nhưng mà bây giờ vì lý do là giải có độ giãn cho nên bắt buộc mình phải cắt cái đô ở chỗ như thế này. Mình cắt hai cái lớp đô, bây giờ đủ ở đây mình cắt ở đây luôn. Còn cái điều thứ hai nữa là mình cắt cái đô ở đây, đây là được hai đô luôn nè, cắt cái này được hai đô luôn, thì đó mình sẽ làm bông, mình dư đằng đó mình sẽ làm bông. Chị kiểm tra giải coi nó có lỗi có gì hay không, rồi vậy là mình quyết định cắt ở đây luôn, khỏi mất công mình cắt đằng đó. Ở đây nó đang bằng với nhau nè, rồi cái miếng này thì mình đem ra mình cắt, mình đem ra mình cắt cái miếng nẹp luôn. Đây cái miếng nẹp hôm qua hôm kia mình trước hôm trước mình đã làm rồi nè. Dạ. Cái rập nè mình cắt y. Cắt khéo thì mai mới đẹp nha, cắt chính xác thì mai nó mới chính xác, còn nếu mình cắt ẩu á là khi mình mai lên nó sẽ không có đẹp. Tại chị in rập chị cắt lên, chứ mấy đứa em quen rồi thì cứ cắt làm sao mà đúng thì thôi, chứ chị cũng không bắt lên rập, lên giải luôn cũng được. Rồi hai cái miếng mẹp nhỏ. Rồi xong, tại vì sẵn cái giải dụng rồi mình cắt. Đây rồi cái đô của mình. Mình gấp giải qua để mình đặt lên, mình cắt một lượt hai đô luôn. Đây ha. Chị thấy mới thì đây à, có một mình đó Phúc. Ừ. Có một mình mà cắt một hồi là mất miếng phấn à. Tại miếng phấn nó tiệp với giải nè. Đây rồi mình lấy dấu ha. Nè nghe, đặt cái đô áo chú ý nha, đặt cái đường này phải chính xác tuyệt đối nha, đừng đặt nghiêng chút đỉnh nha. Chút đỉnh là nó sẽ lệch đó, nó sẽ lệch rất nhiều đó, tại vì mình khi giải mình xếp đôi nó lệch. Phải cho nó ngay. Rồi mấy em xem video của chị ha, thì cho chị xin một like nha, đăng ký kênh của chị để ủng hộ chị nha. Tại vì trước kia chị không có thời gian, bây giờ chị mới làm, chị làm tuy muộn nhưng mà chị sẽ cố gắng ra nhiều video, chị sẽ ra hàng ngày. Rồi ai có yêu cầu mà kiểu gì á, thích mai kiểu gì, cần mai kiểu gì thì cứ để dưới bình luận cho chị, để chị biết mà chị sắp xếp lịch ha, chia sẻ kinh giúp chị. Em vẫn nói lại câu đó ha, nếu như mà mấy chị mà có lớn tuổi hơn em, có nhiều tuổi hơn em xem thì thông cảm cho em ha. Tại vì trong tiệm em cứ xưng với mấy em nói là chị riết rồi em, thành ra nó quen miệng. Mình cắt y phấn hả Phúc? Dạ. Mấy em đã hỏi anh Phúc quay phim rồi Phúc may đồ rồi Phúc nào nói chị chờ nhà chị tới 3 phút lên cưng ơi. Phúc quay phim này là Phúc làm thước luôn đó nha. Em ấy làm đủ thứ, là về inox là em ấy làm đủ thứ hết. Ai có yêu cầu đặt nhẫn hay là lắc hay là dây chuyền các thứ em ấy nhận hết. Nhưng mà làm thì phải xếp lịch, em ấy đồ đắt lắm, làm không có giao ngay được. Đây cái đô mình đã cắt xong, cắt y với nhau ha. Này hai lớp đô rồi ha, đô mình đã cắt xong thì cơ bản các những cái chỗ lớn là mình cắt đủ hết rồi. Bây giờ những cái phần phụ ở sau này là chị hướng dẫn luôn. Trước tiên là hai cái miếng nhỏ nhất của mình đã cắt xong rồi nè. Rồi tiếp theo chị lấy miếng giấy thừa này cắt đi, để bỏ miếng giấy thừa này phía quá. Đây bây giờ tiếp theo là mình cắt cái miếng xẻ tay, mấy đứa chị cứ gọi là cái mũi tên. Kêu gì cho nó dễ nhớ.
Cái này người ta gọi là cái thép tai ha, cái thép tai. À, nhưng mà tụi chị gọi là cái mũi tên không à, tại vì gọi cho nó gọn, cho nó nhẹ trong trong nhóm á. Cái này là cái miếng để mà cái miếng nẹp chỗ cái xẻ tai mình, mà miếng phía bên ngoài ha. Bây giờ trước tiên là cái phần dưới này thì mình cắt bằng, cái đoạn dưới này nè là mình cắt bằng nè. Nhưng mà mình có quyền cắt dư ra một phân cũng được, tại vì khi mình kê vô nó dư ra thì hồi mai xong mình tề bỏ ha, chứ không có sao hết. Còn cái phần bên này nè thì cần chính xác nè, để mà mai chính xác. Đây, cái này là mình nên lấy dấu phấn nè, mình nên lấy dấu phấn bên trong. Mình nên lấy dấu phấn đi, nhưng mà đừng có vẽ phấn đậm quá. Rồi xong cái phần trên thì mình cứ chừa ra riêng, lát tới khi mà mình bẻ, mình mai, mình lượt đó thì mình hãy lấy dấu phấn. Chứ cái này lấy dấu phấn ngay từ bây giờ cũng được. Nhưng mà tới khi mình mai nó mắc công nó bay rồi, nó mắc công cũng lấy lại à. Tại vì lát nữa mình gấp đôi gấp ba vô, mình xếp vô rồi mình mới tiếp tục cái này. Với lại mình chưa cắt ra mình khó lấy cái gốc rồi nè. Rồi phía bên đây mình cũng lấy dấu ngay đi, rồi chị chỉ chừa đường mai ra. Rồi xong mình lấy dấu xong rồi ha. Bên này nè là mình chừa đường mai. Đúng ra là mình chừa 5 ly à, tại vì cái đường xẻ của mình 5 ly đó. Nhưng mà lỡ chừa nhiều hơn thì mình cứ kê nó so le chút xíu mình mai không sao hết. Ở đây chị cho bằng luôn nè, 5 ly luôn. Phía bên trái ha, phía bên trái là chừa 5 ly. Còn phía bên phải á, thì thông thường là chị chừa bằng cái này luôn, để cho nó dày lên, cho nó đều. Mà nếu muốn chừa nhỏ cũng được nha, chừa bằng thì cũng không có gì khó. Đây, mình vẽ qua cho nó bằng, nó tương đương, nó tương đương cái đường, cái đường mình mới vẽ thì đó. Mà lỡ mình chừa nhỏ cũng được, chừa nhỏ lại cũng được. Cái bên trên này thì không bắt buộc, chừa trên 5 ly là được rồi. Mà tại vì chị thấy đủ thì thôi chị chừa lớn luôn. Rồi thì bây giờ mình cắt ha, cái phần dưới cắt ngay luôn đi. Rồi bây giờ cái phần này là cái phần phía bên miếng, phía bên bề trái nè, nè phía bên bề trái nè, là mình cắt ngay đường phấn. Rồi cái đầu trên này mình chượn phân rưỡi đường mai đi, từ ở đây nè, từ cái góc nhọn này mình lên đi, rồi lát mình hai bẻ xuống sau. Rồi còn phía bên này thì chị cứ chừa ra một cái thẻ y như vậy nữa, chừa bằng đây nè, cái này là đang giờ nó nằm đây nè. Là miếng là bên lớn nè, bên phải nè, bên trái nè, bên phải là bên lớn nè, bên trái là bên nhỏ nè. Tại đường phấn chị gạch nó hơi lợt á, cho nên cứ lên nó nhìn có lẽ nó chá, nó khó thấy ha. Phân biệt nè, bên này là bên lớn nè, bên phải nè, bên này là bên trái nè. Rồi cái bên từ bên phải mình chừa ra bằng một cái miếng bên phải nữa. Còn bên trái thì mình chỉ chừa 5 ly thôi. Rồi còn cái đầu trên này nè thì mình chừa cứ lên một phân 1,5 cũng được, không sao. Nó hồi dư thì mình tề được, tề bỏ. Rồi phía bên hông này mình gọt lại cho ngay. Rồi mình sẽ lấy phấn tất cả các cái đường phấn này ha. Các tất cả các cái đường phấn dọc này nè là mình lấy hết, mình lấy dấu phấn qua bên kia hết. Cái này có lẽ là chắc là chị phải lấy cái phấn màu cho mấy em dễ nhìn. Phá lệ đi, làm phấn màu một chút đi, tại dưới đây nó cũng không có keo cho nên nó không đến nổi. Đợi chừng nữa mai cho mấy em dễ hình dung. Nó tổng cộng nó có 3 đường phấn dọc ha. Rồi xem này thì mấy em chịu khó để ý một chút xíu. Đây chị nhắc lại xíu nè, chị đánh dấu xíu là mấy em sẽ nhớ, dễ nhớ. Đây bây giờ phía bên trái mình nè là mình chừa 5 ly đường mai. Còn cái phía bên phải thì mình sẽ lấy cái dấu phía bên phải thôi. Rồi còn lại bên phía bên phải đường mai bao nhiêu thì mình lấy bằng cũng được, mà mình lấy nhỏ cũng được nha, nhưng mà thường là chị lấy bằng đó. Rồi xong mình sẽ vẽ một cái mũi tên ngay cái miếng này thôi, chứ mình không cần vẽ, mình không cần vẽ phía bên đây. Mình chỉ vẽ cái lớp tạm thời chị cho đây nè, tạm cho chị cho đây là nè, bắt từ bên đây qua đi, từ bên 5 ly nè, 1 2 3 thì cái lớp số 2 nè, mình vẽ cái mũi tên nè thì lớp số 2 nè.
đây nè, đây là số lớp số 3 nè, số lớp số 2 ngay giữa nè. Mình sẽ vẽ y như vậy. Để chừng nữa mình có cái đường phấn sẵn mình may cho nó nhanh. Rồi, vẽ sẵn vậy nè, chừng nữa là lên may là nhanh lắm. Xong hai miếng này. Còn mấy em đã rành rồi thì mấy em cứ nhắm chừng miếng vải mấy em may vô cũng được luôn á. Tại mới thì nó phải kỹ. Rồi cái bạn này là cái bạn này là không xài túi nha. Cái bạn này không xài túi, mình không cắt túi. Rồi tiếp theo là chị hướng dẫn mình chọn vải để mà mình ủi keo bông. Bây giờ keo bông mình cũng ủi chiều. Đây cái chiều này chiều có độ giãn nè. Yeah. Mình ủi chiều này luôn. Mình ủi chiều dọc như cái áo mình luôn. Chiều áo nãy lúc nãy mình cắt chiều dài áo xuống đây nè. Thì bây giờ mình cắt mình lấy đúng chiều đó luôn. Đây bây giờ là mình không cắt cũng được ha, để chị minh họa, tại vì chị có cắt keo rồi. Thì một lát nữa đây là còn cái này mình sẽ làm bông, một lát nữa chị hướng dẫn ủi bông. Ủi cái này là cái rập nha. Chị hướng dẫn ủi bông những cái đoạn chỗ này. Rồi chị ủi luôn, cắt ra luôn khỏi mất công cắt trước. Cắt trước giờ nó tùm lum quá, mất công từng miếng mất công hồi lựa lại ha. Là còn mình còn ủi bâu với ủi băng tay nó là đủ cái áo. Yeah. Rồi bây giờ là mình kết thúc video này đi rồi ủi bâu riêng. Yeah. Ha. Yeah. Chứ ủi lâu lắm, ủi nó dính lâu lắm á. Yeah.